Ngọc Châu có nhận được một câu hỏi của bạn Hoàng Viên ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn có hỏi rằng là như vậy thì các trường ở Hà Lan có các cái chương trình học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế hay không? Chính sách học bổng cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan hàng năm thì chính phủ và các trường đại học dành rất là nhiều học bổng. Trong đó là học bổng là NSB và HSB Horizon là học bổng của chính phủ Hà Lan, đều dành cho bậc cao học hoặc là năm cuối chương trình cử nhân. Thì học bổng được cấp trước hoặc là ngay sau bạn đăng ký, và một số học bổng là sau khi chương trình học bắt đầu. Thì chẳng hạn trường đại học Sắc Song có hai loại học bổng áp dụng cho chương trình cử nhân, đó là Sắc Song Top Talent Scholarship. Thì sinh viên nào đạt IELTS là 6.5 hoặc là TOEIC là 600 với điểm trung bình trung học phổ thông đạt từ 75% trở lên. Cái học bổng thứ hai đó là Sắc Song Talent Scholarship. Trường đại học Wittenberg có chương trình học bổng như là Wittenberg Gold Fund Scholarship là khoảng 1.500 euro, hay là Wittenberg Silver Fund khoảng là 1.000 euro, hay là học bổng Wittenberg Brand Fund Scholarship là khoảng 500 euro. Thì điều kiện xét học bổng là ghi danh chương trình đại học thạc sĩ của trường Wittenberg, thì IELTS tối thiểu là 6.5, thì kết quả học tập là xuất sắc tại các trường đại học trước đây của sinh viên, hoặc kết quả đang học tại Wittenberg, ít nhất là hai thư giới thiệu từ cơ quan đang công tác hoặc từ các giảng viên của trường sinh viên đã học. Thì nội dung nên trình bày lý do tại sao bạn đáng được nhận một trong các học bổng của trường Wittenberg.